Rồi, mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Đen Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý cô chú và các bạn một số thông báo mới của app Sunbay ha. Thì kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2024 á, thì Sacombank á có gửi cho bạn một số thông báo như thế này, là chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip ha. Các bạn đang sử dụng app Sunbay đều có thông báo như thế này ha. Thì có một số bạn hoang mang đến ngân hàng và hỏi thẻ từ thẻ chip như thế nào. Đó, thì sẵn đây hôm nay video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho quý cô chú và các bạn biết cách phân biệt thế nào là thẻ từ và thế nào là thẻ chip, để mà các bạn không cần phải đến ngân hàng để mà chuyển đổi nha các bạn. Thì ở cách chuyển đổi thẻ từ thẻ chip thì có từ cũ cái năm rồi các bạn, nhưng mà thời hạn mà nó ngưng hoạt động cái thẻ từ á thì sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10 2024. Nếu các bạn nào mà không chuyển đổi, không đến ngày chuyển đổi thì cái thẻ đó sẽ bị ngưng hoạt động luôn ha. Thì tên tay của Lúa thì có hai cái thẻ, một cái thẻ nội địa và một cái thẻ Visa. Nó đều là thẻ chip hết các bạn nè. Thì cả nhà cũng để ý giùm mình á. Đó, đây hai con chip màu vàng nè. Các bạn á để ý giùm mình trên cái thẻ ATM mình á, coi là phía trước, phía sau thẻ coi có cái chip như thế này không, chip màu vàng nè. Đó, mình để hai ngón tay vô ha. Coi có hai cái chip như thế này gọi là thẻ chip. Còn cái thẻ nào mà không có cái chip này gọi là thẻ từ các bạn. Thì trên thẻ nó chỉ có một lần đen ngang đây thôi, cái thẻ từ đó. Nó đơn giản thôi cả nhà. Thì để tránh cả nhà mất thời gian đến ngân hàng để mà chuyển đổi ha. Rồi ok cả nhà, thì trên tay mình là có một cái thẻ từ màu xanh da trời và một cái thẻ chip á màu xanh lá cây nha. Đó, cái thẻ từ mình đang để trên nè, còn thẻ chip là màu xanh, có cái chip màu vàng vàng nè, các bạn để ý cho mình nha. Các cái thẻ nào mà không có chip này thì mình phải chuyển đổi trước ngày 31 tháng 10 2024 các bạn. Đó, đây là cái thẻ từ trống trơn nha các bạn. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó. Còn thẻ có chip á thì mình không cần phải đến ngân hàng mình đổi thẻ ha. Rồi thì Lúa cũng xin chia sẻ ngắn gọn một số ý cho cả nhà đã phân biệt để mà biết thế nào thẻ từ chip ha. Rồi thì Lúa xin kết thúc video ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video.